Đầu tiên xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB đã quay trở lại với kênh YouTube của shop phụ kiện ba miền các bác nhé. Trong video ngày hôm nay em sẽ lên và giới thiệu cho các bác, đây là những cái bộ van được anh em sử dụng khá là nhiều các bác. Đấy, đây là những con van bền bỉ theo thời gian mà giá cả nó hợp lý, có lẽ đây là cái mẫu van huyền thoại rồi các bác. Đấy, trong tất cả các dòng van thì đây là cái mẫu van mà cao cấp và xịn sổ, anh em dùng rất chi là nhiều đấy. Có những cái dòng van nó rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì nó không được ok các bạn. Đấy, nó chỉ rẻ hơn khoảng độ tầm một vài trăm thôi nhưng mà đổi lại về các bác dùng nó rất chi là nhanh xuống nhé. Đấy, hôm nay em sẽ đi giới thiệu chi tiết về hai cái dòng van, một dòng van cricket hộp mở và một dòng van cricket hộp rút các bác nhé. Đấy, trước khi giới thiệu về van ấy thì các bác cho em giới thiệu qua về cách thức mua bán nhé. Các bác nào muốn mua hàng có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Còn chương trình hôm nay các bác mua van sẽ được tặng theo một cái van nạp các bác nhé, một cái van nạp một chiều. Ví dụ bác nào chơi condo em tặng cho bác van nạp một chiều chân 8 condo và FX nhé. Đấy, cái van một chiều đây, van một chiều để anh em soi cua sau. Các bác trong quá trình dùng một vài năm, ví dụ cái van này nó có hư hỏng, các bác có cái van soi cua để các bác lắp vào đây nhé. Đấy, cái này là van nằm một chiều chân 8, lắp được cho tất cả các dòng van cricket superwell nhé. Và bác nào chơi truyền thống thì em sẽ tặng cho bác một cái van nằm một chiều chân 10. Đấy, cái van nằm này là trị giá 120.000. Các bác mua một van sẽ được tặng một cái van nằm một chiều các bác nhé. Đấy, đấy là quyền lợi của các bác khi mua hàng của bên em trong ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, đây, không để các bác và anh em chờ đợi lâu, bác nào em sẽ giới thiệu cho bác về chi tiết về cái mẫu van cricket hộp mở trước các bác nhé. Đấy, đây trên tay em đang cầm đây là cái mẫu van cricket hộp mở của hãng Hoben. Đây, cái con van này thì từ trước đến giờ được anh em sử dụng khá là nhiều, có thể nói đây là cái mẫu van quốc dân rồi. Cái mẫu van này là van cricket hộp mở đời mới các bác nhìn này. Đời mới là nó có cái nắp chụp màu xanh này, em bơm tháo ra này, không bơm em đóng vào, nó có cái dây ở đây rất chi là tiện các bác nhé. Đấy, đối với cái mẫu van này đời mới thì nó đã cải tiến rất chi là nhiều rồi. Thứ nhất là cái khuyên đây các bác có thể xoay tròn này, đấy, khi các bác nắp vào nó đơn giản và dễ dàng hơn nhé. Cái tiếp theo là cái ti xả ở trong này. Cái ti xả ở trong này thì ba lỗ xả người ta cũng thiết kế lại rất chi là đẹp, rất chi là sang, xịn mịn, cái độ hoàn thiện rất chi là cao các bác nhé. Đấy, còn về cái mẫu 2023 này thì em cũng chia sẻ với các bác một chút vấn đề. Cái mẫu 2023 đã được nhà sản xuất cải tiến lại, hồi hơi, hồi áp cực kỳ là tốt nhé, không có hiện tượng tràn hơi, tràn áp như cái mẫu cũ. Đấy, cái mẫu này ví dụ bác nào thích em sẽ độ cho bác, độ ở đây là độ cái gì, độ nò soi đĩa này, độ bon nhựa này, để các bác dùng nó bền bỉ, ổn định, xịn sò nhá. Đấy, cái van độ thì các bác dùng khá là nhiều, bây giờ ấy, nó phổ biến rồi nhá, em độ thêm nò soi đĩa và bon nhựa cho các bác nhá. Đấy, cái mẫu này thì em đang báo giá công khai cho anh em là 900.000, tặng cho các bác một cái van làm một chiều các bác nhé. Đấy, tặng thêm một cái van làm một chiều là 900.000. Nếu bác nào không lấy van làm một chiều em sẽ trừ vào giá sản phẩm cho bác là còn 850.000, bớt 50.000 các bác nhé. Đấy, còn 850.000 van cricket hộp mở này, nó sẽ có chữ US no PK 5657 chữ cricket đây các bác nhé. Đấy, đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, đấy là các bác mua bán hàng ở bên em nhé. Van cricket hộp mở phiên bản Hoben đời mới 2023 là 900.000, tặng một van nạp, các bác không lấy van nạp trừ 50.000 cho bác nhé. Đây, bác nào muốn cao cấp hơn thì em giới thiệu cho bác đây mẫu van cricket hộp rút này. Cricket hộp rút thì nó sẽ có 3-4 lỗ xả các bác nhé. Đây, các bác quan sát này, cricket hộp rút có 4 lỗ xả. Đấy, các bác nhìn này, nó có 4 lỗ xả để cho anh em chơi nhé. Đấy, cái này các bác dùng thì thôi rồi, sướng, ối rồi ôi luôn, khỏi phải nói nhé. Cái này nó sẽ có chữ USA đây các bác nhé. Đấy, có chữ USA, nó khắc chìm, các bác di tay cái là thấy sần luôn đấy. Còn chữ này là chữ cricket đây các bác nhé. Đấy, cái này là phiên bản inox màu trắng các bác nhé. Đấy, đây là mẫu van cricket phiên bản trắng. Phiên bản trắng thì nó làm bằng inox 304, không sơn xì gì các bác ạ. Đấy, các bác làm cái màu này thì nó bền màu nhé, nó không bao giờ bị các bác lo bị xước sát. Ví dụ như cái phiên bản màu đen thì các bác dùng nó bị xước sát thì nó cũng cá sấu một chút đúng không, nhưng cái này không bao giờ các bác và anh em lo xước sát cả. Đấy, đặc biệt cái con này nhá, con này anh em dùng các bác dùng ấy là rất chi là ổn định nhá. Đấy,
Nhưng mà con này giá thì nó cũng hơi ca cao một chút các bác nhé. Con này giá là 1.800.000 van cricket hộp mà hộp rút các bác nhé. 1.800.000 van cricket hộp rút 4 lỗ xả này. Đấy. Cái mẫu van này thì các bác mua nó sẽ có theo đầy đủ bộ gioăng sim tay sửa này và một lọ dầu mỡ để bôi trơn các bác nhé. Đấy. Các bác mua lẻ này nó sẽ có theo cái cốc tét áp luôn để về các bác dùng mình chỉnh hơi, chỉnh áp nó rất chi là tiện. Đấy, khi các bác đóng cái ốc tét áp đây vào, các bác chỉnh xong thì các bác xả ra, các bác lắp vào bình. Đấy, thì khi đấy các bác chỉnh, các bác bơm nó vào cái ốc tét áp này nó cũng rất chi là nhanh, nó nhàn các bác nhé. Đấy. Cái mẫu van cricket hộp rút giá công khai cho anh em là 1.800.000 các bác nhé. Đấy, 1.800.000 là chưa có quà tặng. Nếu các bác lấy quà tặng là 1.850.000. Các bác không lấy quà tặng em tính cho các bác 1.850.000 van cricket hộp mở nhá, là hộp rút đấy. Phiên bản mới nhất 2023. Còn cái van cricket hộp mở cũng phiên bản mới nhất 2023 đây các bác nhé. Đấy. Ví dụ các bác nào chơi trên những cây cấu hình cao thì các bác nên tham khảo qua những cái mẫu van cricket hộp rút như này. Nó cao cấp, nó đồng bộ với cấu hình, rất chi là xịn sò. Các bác nào đi cấu hình thấp thì các bác lấy những con cricket hộp mở dùng, nó cũng khá là ổn định mà nó vừa túi tiền các bác. Đấy. Thì em lên cho các bác hai cái mẫu van để các bác cân nhắc cái sự lựa chọn cho mình nhé. Đấy. Còn quà tặng cho các bác thì cái van tặng cho bác một cái van là 1.000.000 đấy. Còn đây em cũng có một cái bình nhôm này 035, mọi khi em vẫn nắp vào cái van này để em test bơm cho các bác nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em bình nhôm đít tròn nhé, 035 750 nhé. Đấy, giá thị trường người ta đang đâu bán đâu đấy khoảng 850 nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em bình nhôm đít tròn 750.000 các bác nhé. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại qua trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em theo dõi video. Các bác nào theo dõi kênh của em thấy hay thì hãy cho em một like, đăng ký kênh để ủng hộ các bác nhé. Xin chào các bác.